quy hoạch tỉnh Hưng Yên mang tầm vĩ mô, phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất. Đó là phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tập trung quy hoạch tỉnh tại hội nghị hoàn thiện công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng nay. Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 870 ngày 19 tháng 6 năm 2020 nhằm xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Sau nhiều bước triển khai với sự tư vấn của 7 đơn vị liên danh, đây là lần lấy ý kiến trực tiếp cuối cùng để chỉnh sửa, bổ sung dự thảo quy hoạch trước khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, dự thảo quy hoạch nhận được nhiều đóng góp cụ thể của các sở, ngành, địa phương. Đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên vẫn là trên 44.000 hecta. Thế công chí cũng đưa cái mục tiêu chung là phải có cái nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, bền vững. Để anh bổ sung trung thương mại của các huyện. Là về cái thực tế thì cái nhu cầu phát triển cái trung tâm thương mại thì ở cái vùng dưới này như là Phổ Cờ, Tiên Nữ, Thi cũng như là Văn Giang, Quán Châu, Văn Hà chúng tôi đã đề nghị rồi, nói chung vậy chứ không nên là đô thị. Tiếp đến phát triển siêu thị thì đề nghị điều chỉnh ưu tiên phát triển siêu thị tại các huyện Tân Thi, Tiên Nữ, Phổ Cờ, Kim Động, Quán Châu. Đất ở đô thị là dự kiến phân khai có 179 hectare rồi. Người hiện hữu thì cái khu đô thị Buôn Chấu Dân Tiến đã 400 hectare, cộng với khu Lý Thường Kiệt nữa khoảng 150 hectare. Như vậy là nhu cầu của những năm tới hiện nay những đô thị đã hiện hữu đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt quy hoạch trên 100 là phải 650 hecta lên, nhưng mà phân khai rất thấp. Cái thứ hai là đất sản xuất kinh doanh hiện nay thì lời sở kế hoạch dự kiến phân khai là 75 hecta. Cái cụm công nghiệp Tân Dân mà đã đưa ra khỏi cụm công nghiệp đã là 50 hecta, cộng với các thì Ủy ban tỉnh đã ra chủ trương đầu tư khoảng 20 hecta đã 70 hecta. Như vậy trong những năm tới không quản trị riêng sản xuất lại rất là không phù hợp. Tư vấn là quy hoạch mở rộng quy mô giường bệnh của các cái trung tâm y tế thì theo tôi là cũng không nên đặt vấn đề này, bởi vì chúng ta nâng cấp nó để cho nó đáp ứng được cái yêu cầu về các cái tiêu chuẩn chất lượng đó, chứ không đặt vấn đề là nâng cấp bổ sung cái quy mô, nâng quy mô của cái bệnh viện tuyến huyện. Về mặt bố trí không gian đấy, hai vùng, hai hành lang 50 và ba trung tâm liên quan đến ba cái quy hoạch. Một là thứ nhất về giao thông, riêng về quy hoạch tỉnh thì chỉ chú ý quan tâm đến những đường cao tốc. Về quy hoạch đô thị thì chúng ta thống nhất là cái ba cái trung tâm đô thị của chúng ta hoặc là Văn Giang rồi thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, là đề nghị là sở kế hoạch đầu tư, sở xây dựng và sở tài nguyên môi trường và các sở ngành liên quan với chủ tịch các địa phương ấy thì rà soát chi tiết các cái phần cập nhật bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch, đồng thời thì là các đồng chí phải cập nhật các cái quy hoạch vùng huyện rồi là quy hoạch ngành cho nó đồng bộ. Thì tôi cũng đề nghị một cái giải pháp thế này, các địa phương, các đồng chí nghiên cứu cho nó kỹ, các ngành cũng như thế nghiên cứu cho nó kỹ, sau đó gửi luôn cái ý kiến đó, ký văn bản vào từng ngành, từng lĩnh vực anh tham gia cái gì, trên cái cơ sở tiếp thu ý kiến đó thì tư vấn phải chỉnh sửa, nhưng cũng đề nghị tư vấn là giải thích cho rõ là tiếp thu những ý kiến nào và những ý kiến nào không tiếp thu thì phải giải trình. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh quy hoạch tỉnh Hưng Yên mang tầm vĩ mô, phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất. Kỳ quy hoạch này không chỉ phục vụ phát triển 10 năm tới mà phải có tầm nhìn xa hơn để Hưng Yên không chỉ là tỉnh khá của khu vực, có công nghiệp, dịch vụ, đô thị phát triển mạnh so với cả nước mà phấn đấu đến năm 2050. Hưng Yên trở thành thành phố thông minh trực thuộc trung ương. Nói về quy hoạch ấy, thì cái gì đi trước đầu tiên? Thì đầu tiên là giao thông trước. Chúng ta có 4 con đường chính. Một là đường kết nối xã này. Hai là đường nối hai đường cao tốc này. Ba là đường Tân Phúc Quốc Phan này. Bốn là đường 379 kéo dài. Và lợi thế là đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng chạy qua Hưng Yên. Căn cứ vào quy hoạch giao thông thì ta đầu tiên là phát triển công nghiệp và phát triển đô thị trước. Thì đô thị chúng ta Hưng Yên có 3 cực. Nó là phát triển đô thị chính, tức là Văn Giang, Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Từ đây trong vòng bán kính 50 km là không có công nghiệp để đảm bảo có một đô thị xanh. Và 5 đến 10 năm thì bắt đầu phát triển công nghiệp. Và từ 15 km trở ra thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên ở đây thì có ưu tiên ở các trục giao thông lớn thì ta lại dùng công bao ta xoáy các đường, nó cứ bán kính 15 km thì ta phát triển công nghiệp. Vì vậy là cái vùng là giao thoa, đấy nhá, thì ta sẽ có giao thoa giữa công nghiệp và đô thị thì tôn trọng đô thị trước.
hết cái phần đô thị mà theo quy định rồi thì bắt đầu phát triển công nghiệp. Công nghiệp cũng rất tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư về, và bên cạnh đấy có đô thị để ở thì ta đáp ứng được các nhu cầu từ nhà công nhân, nhà chuyên gia và cho các ông chủ doanh nghiệp. Đường đi lại rất thuận lợi vì công nghiệp nó cạnh đường giao thông, cạnh khu đô thị thì đương nhiên là công nghiệp sẽ phát triển. Hết cái 15 km rồi, hết ưu tiên phát triển đô thị rồi, phát triển công nghiệp rồi thì ý thứ ba là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Với đất Hưng Yên sẽ không còn nhiều. Vì quan điểm mục tiêu của đồng chí là nêu đến 2030 thì Hưng Yên trở thành một tỉnh công nghiệp, phát triển công nghiệp, đúng không? Thì vậy là cái nông nghiệp đó thì phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với các sở ngành, địa phương của tỉnh cũng như chủ đầu tư một số dự án lớn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung đã được chỉ ra để hoàn thiện dự thảo quy hoạch, đảm bảo chất lượng cao nhất trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét.